Trong nhiều ngày theo dõi tại khu vực mỏ đá núi lớn thuộc địa bàn huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hàng ngày có hàng chục xe tải lưu lượng sắp hàng trong khu vực khai thác chờ được chất đầy đất và vận chuyển ra ngoài. Thay vì chở đất đến nơi được chỉ định là dự án cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn, những chiếc xe này là chở đến và đổ tại các dự án khác ngoài danh mục đã được cấp phép. Mỏ đá này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp phép nhằm phục vụ cho dự án cao tốc hoặc Quảng Ngãi Hòa Nhơn. Tuy nhiên, chủ mỏ đã cho khai thác ồ ạt và vận chuyển và bán ra ngoài trái với quy định. Mỏ đá núi lớn được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép chỉ định cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Thạch Hưng khai thác từ tháng 8 năm 2023 và không qua đấu giá, nhằm cung cấp vật liệu san lấp phục vụ cho thi công tuyến cao tốc Quảng Ngãi Hòa Nhơn cho đến khi dự án hoàn thành. Tuy nhiên, đơn vị này đã cho khai thác và vận chuyển cung cấp cho nhiều công trình khác trên địa bàn huyện Mộ Đức. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành làm việc với chủ mỏ để làm rõ vụ việc